Hello, xin chào mọi người đã đến với livestream của mình. Thì vẫn là cuộc câu chuyện chơi bắp gì. Ủa? Ủa? Xem trận này có Ủa? bắn người Nãy không nhỉ? mày, nãy nãy mày. À, tên bot mãi cũng chán. Mà bắn người thì phải chết. Ủa? Ủa? Cái gì vậy Tưởng? Mày làm gì vậy? Ủa nay mày không đi làm hả Tưởng? Cây mà bốn băng này là mình level một à? Anh hay là Ê level Tưởng, hai đấy. Level 2. nay mày không đi làm hả? Rồi, không, mày hỏi hai lần nữa đó. Ừ. Ủa thế Nhân hả? phẩm phết. Rồi sao thằng này nay hồi nhau Ai không cũng đi, hai lần. không đi học hả? Em á, Ừ. em đang học bằng Bằng gì? HSK với cả bằng HSK với cả bằng lái máy bay. Cái gì vậy? Còn lên mày để phát cho. Cái gì vậy nhân? Đâu rồi, mời 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 thôi thôi thôi. Cái gì vậy nhân? Thôi thôi thôi. Rồi em đang học bằng HSK, chứng chỉ HSK ấy, mới cỡ bằng lái máy bay. Chê, bằng lấy bà mình lấy mấy bà già. Bà già. U42 Ủa U50. Cái cô chị mà hồi 98 hồi xưa mà tôi hay nói chuyện ở trong bóp à. chị nào? Là chị nào? Ê, có người kia, có Cái bà chị mà tôi hay nhắc tới. Đâu? Người Có người kia, có người kia. đâu? Ở bên bên nhà đối diện, ở bên nhà đối diện. Ở gì đó, 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 đây có dấu chân không? Có ba cái nhà thì cái nào đối diện? Đây, 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 đây. Ở số 4 nè, ở chỗ Đợi xíu gần nha, số tôi 4 chân. này Đây á. Watch out. Hai hai ba thằng nó chạy. À đâu? Bên ngoài, bên Đó. ngoài, bên ngoài, bên ngoài. Watch Đủ mắt trên này. out. Trên này, trên này. Watch À, chơi game. Chơi game ai lại chơi gạt thế? Chơi bẩn vậy. Đâu, thắt đi. Rồi, hay tao nên đứng ngoài này. Hết Ai rồi, cứu hết rồi. không? Ở trên đấy. Có ai cứu không? Ê, từ từ từ, chị chạy qua đây, chạy Ở qua trên đấy thì đây. Rồi tí tí tí. Lên lên lên, qua đây, qua cái đây, nhà qua đấy, đây. nhà Qua đấy lên 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 lên. nhà đấy Tôi có hai bỏ qua người tao thôi, luôn. nhà đấy có hai người thôi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Tao bỏ mệt quá. Nhà ấy hết rồi, số 4 đây. Nhà đấy hai thằng nốc rồi. Còn một thằng ở ngoài thôi. Ủa rồi thằng số 5, cái thằng gì? Cái thằng nhân sao chết rồi. Nhân chết rồi. Em muốn theo dõi chị. Thôi mày nín mẹ vô đi. Đi cứu nó kìa. Đi Ôi, vẫn còn hai thằng. Thôi xong rồi, sao nó có Ui. hai thằng nó vẫn sống nhỉ? Bị có hai có bốn thằng thì ông lúc hai vẫn còn hai mà nó vẫn có hai thằng vậy sống ở thật trong đấy luôn. anh Còn chị nhìn thấy hai em thằng lúc một thằng lúc một thằng yếu lắm rồi. thì nó trên nó đây. Ôi trời ơi, vừa ngó ra. Thôi, số một 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 ông bỏ đi, số hai bỏ đi đi. Ở bên đấy nó còn nguyên đi cả team đâu đấy. vẫn còn Ôi, một nguyên em nữa hai bên thằng đồ đối này diện. chạy chạy. Ê, chơi không chơi gạt nhá. Ai? Rồi được chơi game Tao mới. cay. Rồi, không không được rồi, được chơi game mới rồi. Được chơi game mới rồi. Rồi. Tao có thằng nó vừa lấy mình gạt nó rồi. Lấy đi lộc lộc cứu cứu đi đi đi. Lớn đi núp 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 núp. Mẹ ngươi cái hàng rào hử. Rất là quạo nha. Cứ dậy thôi là chết nha. Cảm giác mấy cái bộ thánh giáp ở trong này nhìn nó không đẹp lắm. Ừ, đúng rồi, bộ thánh giáp nó không đẹp. Rất là cái kiểu gì thì mặt người nó rất mấy cái rất màu đẹp là muốn đấm vô mặt nha. Cái bộ đồ chui cái này nó có ba người rồi mà ngẩng mặt lên vẫn còn một thằng nữa nó ngồi sau nữa.
Không khóc giờ. Không khóc nha. Toàn mấy con chăn đông lào. Chúng ta chơi game, chúng ta phải làm boss. Vậy quay bộ đồ. Ui xinh quá. Trời ơi giống cô làm bạch tuyết ghê. Ừ. Ê, ở ngoài cô bé bánh dìm. Ở ngoài mà được giống vậy cũng ngon. Cô bé bánh dìm. Cô bé bán diêm ở hai ông này. Nghe là cô bé bán diêm. Vãi thật, ông chỉ có suy nghĩ bậy bạ thôi. Nhìn ngân mặc đồ gì? Mặc bộ váy gì? Mặc đồ xinh vãi. Ngân hết chồng, đúng ngân hết chồng. Không nào biết làm cách nào để chuyển tiền từ nhân dân tệ về tiền Việt Nam. Đổi tiền. Gì đấy? Đổi tiền. Đổi nhưng mà chủ ngân hàng có nó đó. Chủ mẹ gì nó thiếu số đổi. Mấy cỡ tiền của em không phải là tiền mặt mà nó là tiền ở trong ví điện tử ví chất quay chất bay. Biết làm cách nào để đổi được. Bất thủ đồng em. Đâu nhỉ? Nhìn lên chỗ con chó đi. Con chó luôn. Con chó chờ không đủ đồ để rút. Bên trong không đủ đồ thì giết một người để lấy đồ. Mình kiếm nhảy dù mà. Mình không có địch thì mình giết tạm đồng đội. Ôi nhưng mà có tầm một độ 2 tim thôi, không nhiều đâu. Nên là mày ra ngoài điểm hồi sinh trước chờ cứu 3 thằng. Ô xuống. Hợp lý ấy. Xuống. Đây có súng rồi, là mày chết với tao mày. Ôi có người. Ôi vãi bắn sau lưng mình à. Chơi cái bắn sau lưng này. Hết đạn rồi, tôi hết đạn rồi. Sau lưng mày có người Ngân ơi. Biết. Ôi sao không có súng, không có đạn. Ui Hello. Hết đạn. Đừng có bắn mà. Đừng có bắn tôi. Ôi số 3 chạy đi đâu đây? Tôi đuổi sau người sau, đâu đây? Má người cả đống mình chạy hỏi người ở đâu? Có thấy người ở đâu đâu? Ở nó trong này nó cứu rồi. Tôi bò ngay sau ông á. À, tôi rồi. Má cái con đằng sau đít nó chém nó phát chết mẹ luôn. Cái đó. Ai đấy? Không biết gì hết nha. Không biết gì hết nha. Ông số 3 cũng chạy vòng quanh luôn. Mình bỏ. Tôi bị bỏ sao? Tôi bị hack bởi đâu rồi, ông ấy chạy ơi. Nhìn đâu ấy chạy một cười á. Tôi thấy buồn. Từ từ. Mặc lại bộ con lợn vậy. Con thỏ ấy. Thế em nhớ nổi tôi không có đôi mặt luôn anh.
đầu xoắn móng. Chiều nữa sao cái đi cũng xuống không chấm cho mà coi. Ô trận này này có người này, xem này. Đây này, này. Đấm tao mày. Ủa. Đi chết. Đâu số 4 đâu. Ở đây này. Đúng đó. Ê sao đấm tao vậy? Chém. Đấm tay không làm gì không? Mới sau trận nào cái màu vùng màu vàng cũng vào cái vùng đấy thế nhỉ? Đúng rồi. Để biết tình đi sao? Tôi nhớ nhảy. Đây xa đây nè. Ơi sai này chắc không có người đâu. Có kìa, đằng sau kìa. Đằng sau có một người kìa. Tụi nó theo đuổi mình đấy. Nó bung rùa đó. Súng, quay lại thịt nó luôn. Má, người nhảy xuống. Ê, nó nhà kho này nhá. Đấy, tinh rồi đấy. Nó nhà kho đâu ấy, tí nó. Ui. Chỗ nào chết quanh map này. Nhưng mà chết quanh mặt mà đâu nữa. Làm gì còn chỗ nào mà chết ở đâu. Có thằng đồ này nè, lại công không? Khỏi nó để trứng. Đã có gì đâu mà công. Bên kho hả? Có súng mà được, có súng mà được. Ờ, đồ kho đồ kia ấy. Đánh để trứng. Sang luôn. Đây rồi qua này. Đây, ok, ra đây. Ok, qua. Đi luôn. Chị chỉ việc cứu thôi. Có đâu. Nãy nó nhảy kho đây thì ít nhất nó phải lút xong rồi nó chạy sang đây nhá. Trong này vẫn còn nguyên. Rồi xong rồi đấy. Bắn đâu đây? Tại đi đâu con sâu. À. Ui khẩu súng thay đạn. À tên nó chết rồi đấy. Mà nó còn người đúng không? Nó còn đồng đội nữa. Trận này vẫn AK thật xa luôn đi. AK Silent. Đi lại mít không? Bên mít này người. Đây có người rồi. Mít mà không có người thì hơi bị lạ. Đi con luôn. Ê bước chân nè. Ê cái bước chân nó công năng nè. Enemies ahead. Đấy, nó sau bức tường này đấy. Ê nhảy qua này. Ngu này. Nhảy qua này. Ủa lốc thế. Ủa lốc hay là chết đây. Nóc. Nó nóc mà. Chết rồi. Còn người. Vẫn còn trên tầng. Ê bước chân trên tầng kìa. Ừ, vẫn còn trên tầng.
Ui cả tim luôn ạ. Chắc tim nó ấy. Đúng. Lia. Kì. Nãy giờ còn tim nào đằng sau đít này vậy? Ngoài đi được vậy. Thôi. Xong luôn chuyện ngân. À, tem khác nữa. Thôi. Thôi chạy ở đây chết này. Không phải thoát đâu người đó. Người mà có phải bot đâu. Chỗ nào đây? Đây, chỗ tôi đánh dấu ấy. Anh bảy đang ở đây mà. Từ từ, em đang ngắm nhìn chị từ xa. À, nó. Thôi. Don't give up. Your teammates can still recall you. À nó đã nó móc xuống kìa. Mày đợi móc xuống mày. Có một thằng ở trong này. Vừa. Ê đúng rồi. Cái này là nguy hiểm luôn. Cái bom đâu đó. Công luôn. Bom cái gì. Bom đâu. Ủa má, cái bom. Kéo bước chân vào đây nè. Nó không xuống đây nè. Để biết nó ở đâu. Đi tìm chân. Có một thằng nữa trên đồi. Không trên đồi nó không xuống đây rồi. Để bước chân đây. Bước chân trước mặt. Tập tác kìa. Tập xả bot rồi. À, ok. Đây nè, nó đây nè. Đâu rồi? Hay. Ui. Vãi. Nốc thằng đây chưa? Được rồi. Ở đâu? Chưa. Sau này có vai. Chơi súc lò, đúng không?
Mẹ nó bắn chơi sắp lộ. Chơi sắp lộ chơi kỳ lưu gần thì ai mà chơi lại. Sẵn sàng nào. Thì sáng giờ mới được một cái top 1 thôi. Nhìn đói để bắn bung. Ơi. Ui. Cái đồ hôm qua có cấp mày đẹp thế nhỉ? Quay thôi. Cái mini nhìn được phết. Sẵn sàng. Yo. Sao hả? iPhone nóng quá liệu nó có lẩu không nhỉ? Đức là quăng nha, Đức là quăng nha. Đấm, đấm cùng. Mấy bọn này láo quá, mấy bọn này láo quá. Cầm dao chém luôn. Mọi em nó bắn mình luôn rồi chứ. Để phải chém mình mà nó cầm nó bắn luôn. Đây đây đây, khu này chắc chắn đông này, nít này. Ờ khu này không đông, ít. Ờ đứa nào cái ít, ít sao là xuống cái nó bắn. Không sao. Không sao, chúng ta gần đủ thủ. Không sợ. Ôi dồi ôi. Ít vai. Chúng ta của sau này sẽ có tất cả. Nhưng mà không đủ mà. Quỷ động thế. Anh có tất cả lắm. Không quen. Anh có thấp một nhưng mà không có được em. Ôi dồi ôi, mày chơi với tao này. Đông một. Ui ui ui. Ui, thằng nó đã ở chân đỉnh nóc nhà này rồi. Trời ơi sao ấy. Chúng ta của sau này sẽ có tất cả. Đó đó, thằng đấy nó cầm, thằng đấy nó cầm súng đấy. Đừng lao vào, đừng. À! Đùa, sao lại đi lao vào đấy nhỉ? Đừng lao vào. Đùa. Ôi, bắn mới này, nhìn này, nhìn này, nhìn bắn mới này, đúng bắn mới luôn này. Cái đạn rồi. Ờ, bắn mới. Sao tự tin khoe cả thế? Một phát mình luôn. Một mình nó giết bốn người team mình luôn đấy. Không, tôi bị thằng mình khác giết. Mình liên một thằng nó. Tôi bắn một lốc một thằng đó nhưng mà nó chưa chết. Ê, MVP. Quá khét.
Ê, nó bắn một phát đi luôn kìa. Rồi. Ngân đâu rồi? Không tin là nó bắn một phát đi luôn. Đến giờ tôi vẫn chưa tin mọi người. Đến giờ tôi vẫn chưa tin. Những ngày vô. Má, đứa đà bảo kêu là chỗ đó ít người vậy. Thằng nào? Nhân ủa ai? Nhân, thằng nhân, nào? Nhân. Ai ai? Nhân. Ai, không phải cái gì? Ai. Tao kể khi nào? Hả? Tống vào bốc phép mày. Rồi đó ít người mà. Ừ, ít người ghê. Ít lắm. Nó lóc một phát bốn thằng chết luôn. Bốn tem. Có một tem thôi nhưng mà tay chúng nó to. Tự nhiên im lặng hết này. Sẵn cái tâm lý rồi. Quá mệt mỏi quá. Trận này đủ gió đi mấy ông ơi. Trận này tôi nghĩ là nên nhảy cái chỗ này. Ê, nhảy nhảy xuống này. Nhảy. Bơi. Bắn bắn cá bắn cá bắn cá bắn cá bắn cá. Lúc đó anh bắt được em. Đúng không? Ê gì vậy? Bắn cá. Bơi đi nhân để chị kéo chân em. Má con chó. Từ để em đắc. Ủa có cá để bắt hả? Cái chuyện. Có cá. Để bắt có cá mày cá đấy. Có cá để bắt. Chị hả? Đây. Này ủa sao unfollow lúc nào vậy? Tưởng là từ nãy chứ. Rồi thằng kia bị bắt tích rồi. Thôi kệ nó đi. Rồi chơi tiếp này. Chuẩn bị tiếp nè. Ui một tem đuôi xui rồi. Một tem chưa nhiều. Đông lắm, tuyệt vời. Mấy trận nào cũng nhảy xuống cũng được cái X6 trước nhưng mà xong lại chết. Trời không muốn cho bắn ấy. Ê đâu? Ê nó bắn tao kia nữa, hú hú. Mẹ nó không sang bên này rồi. Kìa. Cái bờ mi. À sao? Sau lưng. Ủa? Thôi đừng nói gì hết, đừng nói gì hết, mù nha. Game nhảy dù. Bảo game nhảy dù không thấy dù đâu luôn. Mà cứ mỗi lần ra game là nó bị tắt mic nè. Game nó mới cập nhật nó hay bị lúc.
Game nhảy dù mệt quá. Rất 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 là hoàng nha. Không biết gì hết. Má trời ơi, hồi xưa tôi em đặt đồ ăn xong rồi bị giao nhầm thành cái quần nó theo của bọn con gái, xong rồi mẹ cái đứa hôm nay cái bà bá bà ấy vào, xong rồi bà ấy nhìn thấy cái quần đấy mẹ ngại dễ chút vẻ. Bảo học đi. Mấy trận này chơi hai. Tôi lại lấy top 1 này. Lấy top 1 này. Chắc vừa hay là xuống đó tiếp. Thằng gì? Thằng tưởng nó đi đâu rồi. Trận này game túc nha. Ừ, nhưng mà game túc này bắn thật này, không bắn đùa nữa. Thằng tưởng mắc sống rồi. Game túc boy. Thằng tưởng nó mắc sống rồi. Rồi sao mày nhảy rồi? Thằng tưởng nó chưa nhảy sao mày nhảy rồi? Thì em muốn xuống chỗ này để giết người trước cho chị. Lấy top 1. Ôi mẹ ơi. Wow. Tôi nghe con này nó đồng cảm. Ui mẹ, nó lại một tem rồi. Bây giờ mình xuống là thấy nó cầm súng chĩa mặt mình rồi. Thôi, lại chắc chết trước rồi. Đông lắm. Đằng sau kìa. Đứa nào? Đâu rồi, nó xuống chỗ nào nhỉ? Mẹ mày gặp mấy con kia nữa, nó cứ dí. Cảm giác được theo đuổi mày hiểu không? Ê, nó dí vào tận nhà luôn kìa. Ô kìa. Nghe bảo mày thích cảm giác theo đuổi. Nó đuổi mày tù. Ô con này. Mày em mày lựa tao làm gì mày? Không làm gì nó cũng chú. Mày ra đây. Mày ra đây. Để chép hình nào, ngăn tích chép hình không? Mày điên à? Tại đây. Nó chém phát hết nửa cây. Rồi thằng nhân nó mất sóng thằng nhân rồi. Em đang cân 4 triệu. Thôi mẹ ơi. Ê lên xe này, lên xe mấy đứa ơi. Lên xe alo. Xe này chạy được không? Ngồi lên. Alo. Số 4 đâu? Lui, ngồi lên số 4. Ok đi. Chạy qua thằng để chỉ map. Thằng số 3 ở đây. Ê nó chết bên. Ôi này rồi. Ơi. Đi hồi sinh nó, đi hồi sinh nó. Ủa mày đâu rồi? Thì tử đi hồi sinh nó coi. Đây, tao bị rớt. Ok. Dự định là cân 4 nhưng mà mới chỉ cân được 2 thôi mọi người ạ. Từ mic của em có bị bẻ. Mày biết lái xe không? biết biết. Tôi nghi gì đó. Biết. Đó không nghi nghi lắm. Từ. Ủa? Ủa ta.
Tao thấy nghi ngờ quá. Chuẩn bị thành game lái xe ăn nơi rồi. Tao giàu lắm, đừng đừng có để tao chết mày ơi. Ui. Mày đi xe địa hình mất. Đi xe kia tông một cục đá chắc đó rồi đấy. Đi này. I'm recalling a teammate. Thanks. Hai thằng gọi là phải kêu hồi hai giờ. Kêu hồi hai tiếng chứ. Một mít tình thắng này, tình năng được. Có ai có đạn pha ma không? Đạn gì? Đạn pha ma. Súng súng gì? Pha nó gì pha ma gì đấy? Biết đéo đâu? Cầm ma. Súng cầm ma. Pha ma. Pha ma. Súng gì thôi? Sắt gơn. Cầm ma. Cầm ma. Ê, có súng sắt gơn này để nào bán không nè? Thôi không ai rảnh. Ui, đạn, ui, địch nè, thằng số 4 nè, địch nè, thằng số 4 là địch nè. Hình như mấy cái thằng vùng đấy ở bên thâu nó qua cứu đồng đội á. Địch đâu? Không, địch là thằng số 4 á, hồi nãy ta chỉ xuống cho thằng số 4 nó bắn, chứ làm gì có địch. Cứ đi, cứ đi, cứ đi. Ê, núp, đi núp, đi núp. Ê, tí nữa có tụi nó. Ê, lên đá nằm đi chứ, nó bắn gì vậy? Lên đá nằm đi, lên đá nằm đi. Lên đá nằm, núp, núp. Núp, núp ở trên đá. Mày chấm. Cảm giác đồ hạng HDR nhìn chả khác gì ấy nhỉ? Nhìn chả khác gì HD cả. Chip hàng mua. Ủa mắc gì vô vô đó nằm hết vậy? Tụi mày vô vô trong đó có cái giường tụi mày làm gì? Thằng này vô đây mua gì vậy? Cái này ra đây em biết mua cái gì. Ra đây em cho cái này. Xem gì. Ra đây. Ê. Anh cho chị tiền. Ủa cho có tiền mà. À xô cửa hàng hả? Vô mua đồ hả? Để vô mua. Rồi, cần đấy là cần đấy đủ mua cả thế giới. Ủa sao không bắn được ta? Cái gì vậy, có 13 đồng mua gì cả thế giới mẹ. Có người kìa. Có người kìa. Súng cứ gấp cò má ơi, lù lắm. Nó bắn đâu nhỉ, nó bắn trên này. Bên này. Em xe công an kìa, ui cái tem hồi nãy kìa. Ôi em xe công an cái thằng mà mình chết ngoài cảng ấy. Ô em xe công an chết rồi. Ôi cái tem cũ. Nhớ không? Thằng nào mình chết tao nhớ kỹ lắm. Trời luôn. Hảo thằng nào chết tao MC. Nhớ kỹ. Đây đây. Mình hết rồi má ơi. Ui. Một thằng đứt đúng không mẹ. Ủa có thông báo diệt vậy? Level 2 có thông báo diệt không? Có giết là nó xì băng lên. Ủa, con boss sau thứ hai kìa, con boss sau thứ hai kìa. Ơ không chỉnh được nè. Bước chân nhau ở đâu ấy nhỉ?
À, à, người, 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 đây, 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 đây. Watch out. Đây đây, cái cây trước mặt này này, cái cây trước mặt ở ngay dưới này. Để đang bước chân nhá. Tốc độ của đi. Mày đi ra ăn ngay viên đạn bùm. Đây 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 eo người đằng này này. Nhớ tụi mình xa bo nhá. Ê, nói chạy này, nói chạy này. Ê, chạy này, chạy này. Chạy này, chạy này, chạy này. Bên này 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 rồi thằng đó kia chết rồi. Thằng đó lốc rồi, thằng chết rồi mà. Please recall me. Còn một thằng đằng sau nữa nhá, còn đằng sau còn đấy. Nó chạy bo đấy. Đi gọi hồn. Đi hồn không không chuẩn bị thu rồi, không chuẩn bị thu rồi. Tao nói về làm thôi. Chết bo rồi. Không đủ máu nè. Đó gì đâu. Ủa? Ủa đóng rồi. À được sau. Ui ui ui. Ui. Má đó nó lại MC công an đấy nữa. Đó cái thằng MC công an. MC. Từ từ cứu nhá, để tôi ra chết bo đã. Mình cứu lên đâu không? Vừa hết rồi. Đừng cứu. Ô hết điểm cứu rồi. Ừ, à, nó đứng ở trên đấy hai thằng ạ. Đấy mù mắt. Chiên tiếp lọt cho nó nha, nhỏ mắt. Này gặp luôn. Mình không chiếm đồ mà. Chiếm chết đấy. Ủa? Sao thằng nó biết mình ở đấy luôn? Đang trên này. Ở trên này đấy, nó trên đó hai thằng. Có đừng nói là ba thằng còn lại là một tem nhá. Đôi xong rồi tao ra kiếm gì ăn á, đói bụng sắp chết á. Ôi sáng gì không ăn gì. Ai mượn, rồi xong luôn. Ôi trời quá. Ôi xong hết vừa đó. Nó vừa nói xong là đi ra kiếm gì ăn luôn á, xong chết luôn. Ủa Nhân kết thúc nhanh vậy Nhân. Nó mới kết thúc thì ta ra ăn. Kết thúc để cho nó ra ăn hả Nhân? Thương nó vậy. Đúng rồi. Thương nhau ghê ha.
nó họp hết rồi, để rủ thằng chị kia. Chị ăn gì chưa? Đi chị ăn. Hả, em đi ăn hả? Chị có ăn gì không? Chị ăn gì? Không. Chị ăn gì không? Không. Em không có ai. Để rủ kia vô. Có thằng nào cứ rủ hết à? Nó buồn cười quá. Tại nghe này chả nghe cái con mẹ gì luôn. Chịu là sao? Có ai chị mời vào đi. Chợ có bạn bè nè. Toàn mấy bạn bè cũ mà chả quen. Hãy
Aim the target, everything looks so easy. Walk through the flame and fire, hot girl standing on the peak. We gotta aim the target, one day you'll see we come it. Walk through the flame and fire, hot girl standing on the peak. My side point and you a llama, wanted to say watch out. Look like gonna let it tame, critics game impossible mama. Bullet will hit your brain, stop acting like that. This beat drop, go insane, battlegrounds on the net. Thank you.
Good luck, mates. Good luck, mates.
I need a scope. I'm recalling a teammate. Let's Thanks. Go. Thank you.
I need a side scope.
I got supplies. Marked a location. Marked a location. Awesome. We are number one.
bye mọi người, hẹn mọi người vào buổi live tiếp theo.